Hello, you had a flyer? Hey there. I just have a temporary one. We just came on the market today. Oh. So, but you can, this one has all the basic information, and sure, we'll have the regular one on Monday. So, okay. There you go. Thank you. Okay. And if you are going to go in, would you mind signing in? My husband going to do okay. it. Okay. Yeah. Let him do it. Okay. Okay, thank fine. You. Larger yard. Oh, larger yard. Hello. Hello. How's it going? Good, fine. We okay. did talk. We wanted Make to try to get a boat because if you wanted more of like a flat yard. Thì vô đây thì có cái phòng khách nè, phòng family room. Có một cái pantry bar, wet bar nhỏ. Ở đây thì có cái phòng bathroom đây. Bathroom phòng tắm đứng nè. Đó. Toilet. Đây. Không có cái kiến ở đây ha. Ok. Đây là một cái phòng nữa là phòng máy giặt nè. Rất là ngăn nắp ha. Đây là một phòng ngủ đầu tiên. Có cái cửa sổ, có cái shutter làm sẵn cho mình rồi. À, rất là tươm tất ha. Và phòng ngủ xinh xắn, vừa vừa nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Ok. So, this is 7,000 square feet? Lot? The lot size? Oh, I can't remember what the lot size is. Oh, it's okay. Mm-hmm. It, is it on, I think it's on the right, so... Yeah, 7280. Oh, good. Yeah, thank you. Ok, đây là ngoài, đây là cái ngoài đây á, là không có xây gì được nữa rồi. Nên là cái này là cái hồ bơi. Cái hồ bơi. Đấy, cái hồ bơi nhỏ rất là xinh xắn ha. Rất là dễ thương. Ở bên này có một cái unit. Không biết là cái gì đây. Hồ storage nhưng mà có thể làm phòng được nè. Đó, nhưng mà phòng này không biết cho thuê kiểu gì, chỉ biết là có thể nha, convert sang xài được. Đây là máy bơm. Đây họ làm sân vườn nhìn cũng hay hay, sạch sẽ gọn ghẽ. Đó. Làm kiểu tropical garden. Đây là cái patio này. À, để bàn ăn ở đây cũng hay ha. Đó. Cái này á, có thể không biết có xin giấy phép để convert sang thành cái phòng được hay không, nhưng mà hiện giờ nó đã là cái phòng rồi nha. Nó là cái phòng giống như sun room vậy đó, rất là rộng ha. Rất là hay. Ok, bếp nè. Bếp nè. Phòng family room hồi nãy nè. Bếp này là tủ đựng. Đây là phòng living room. What's that? Oh, thank you, uncle. Ok, qua bên này là phòng living room luôn. Khá là được ha. Đó. Rất là sạch sẽ. Ok, mình lên lầu nha. Đây, cái phòng master.
Ok, đây là phòng tắm toilet này, phòng tắm đứng này. Ok, hàng closet. Đây, đứng đây có cái view sliding door để nhìn ra. Nhìn ra hàng xóm á, hàng xóm thì toàn nhà khang trang ha. Được thì rất là trang trang tươm tất, nhà mới, phòng master khá là rộng. Bên phải là cái bathroom hồi nãy, còn đây có cái closet, walk-in closet này. Wow, khá là rộng ha. Đó. Ở ngoài nhìn thấy đẹp hơn ở trong camera quay nha, tại vì rất là rộng. Đó, bây giờ mình sang phòng thứ hai trên lầu. Phòng thứ hai trên lầu có cái bathroom. Shower. Có cái closet đây nữa. Ở đây là một cái phòng nữa. Okay, phòng thứ hai, phòng thứ ba. Phòng này rộng hơn nè. Khá là rộng, các closet. Closet bên này là như thế này. Closet bên này có giống như là cái shell á. Ok. Họ giữ cái nhà này rất là sạch sẽ. Cầu thang đi xuống. Nhà này rất là ấm cúng và sang trọng nha. Ủa vào coi chưa? Bên trong bên lầu coi chưa? Khá là được. Đi vô đằng Bắc Gia chưa? Đi thẳng ra, xong đi ra Bắc Gia coi thử. Hả? Cái gì? Ok. Nếu lần sau không muốn đeo cái ấy thì đi bỏ dép ra. Ok, đi ra ngoài đây. Rất là nhiều người đi coi. Bên ngoài làm cái garden cũng rất là đẹp. Hàng xóm láng giềng đây. Cái này là Bakawara. Xóm đẹp. Ok. Rồi mình kết thúc clip tại đây nha.